Luyện đọc tiếng Trung, cấp độ HSK2. Bài đọc, điều gì quan trọng nhất? Lần 1, đọc đoạn văn, có chữ Hán và phiên âm, sau đó trả lời câu hỏi. Lần 2, đọc lại và phân tích từng câu. Lần 1. 对你来说,什么最重要?有人认为工作最重要。 有人认为家庭最重要。我自己觉得健康最重要。因为你有了健康，才能去做很多事情。有了健康，你才能去追求自己的梦想和事业，也才能照顾你的家人。 Đọc lại lần hai. 对你来说,什么最重要?有人认为工作最重要。有人认为家庭最重要。我自己觉得健康最重要。因为你有了健康, 才能去做很多事情。有了健康，你才能去追求自己的梦想和事业，也才能照顾你的家人。Từ vựng quan trọng trong bài là trọng yếu. Sự nghiệp, gia đình,健康, truy cầu, trao cụ. Ngữ pháp quan trọng cần học là Y般来说,大城市有更多工作机会。总的来说,这次活动很成功。相对来说,今天的考试有点难。